Trong vỉa đây, trong vỉa các bác ạ. Đây rồi anh em ơi, hàng thôi. Đây rồi anh em ơi, hàng thôi. Mày chạy đâu? Hàng rồi các bác ơi. Đồ câu lục phương thảo phít sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Hello, xin chào lắm, chào anh em đã quay trở lại phòng thảo phích sinh nhé. Này, đến địa điểm mới cầu nhau đánh chỗ này ok đấy các bác ơi. Đây anh em ạ, bèo đây nó dài lắm thì em sẽ xuống em đục một cái lỗ bèo đấy để đánh ổ anh em ạ. Đợt trước thì em có đục một lỗ, hôm nay đánh được con mè rất là to luôn mà em chưa lên video các bạn. Đấy, đục con mè rất to chưa lên video này ra cái bắt đầu mà sổ bổ hết rồi, giờ lại phải đục lại. Còn video cắm mè không biết bao giờ mới làm cho anh em xem, tuần này em đang xây nhà nó bận quá nhá, chưa làm được. Bây giờ lại xuống đục lỗ bác nhé. Được cho một cái lỗ ngon quá anh em ạ. Bây giờ ra quất thì nọ có bác bảo em là về chườm đá cho cái này vào để thu nó vào, mà em chườm nó sao nó không vào được. Mở nói là nó chắc kinh khủng luôn anh em. Em ấn hết sức không sao tải nó vào. Ấn thì chỉ sợ nó hỏng cái ống dưới này. Cái này trên nó này nó là ngọn đặc các bạn. Ra chắc là cái độ dẫn nào nó khác này. Cái con cá hôm nay nó giằng kinh quá, nó đóng cái phịch phát nó đi thẳng luôn đấy. Thế từ đấy không sao vào được. May là cái ngọn này em độ ở trên thì nó ngắn nên ra là mang đi cũng độ không ngại lắm. Đánh sướng các bạn. Nói con này đánh sướng. Về. Đây lại là cái cụt với con cá. Tầm này thì chắc là nó mình vừa đào ổ thì nó chưa cắn ngay đâu anh em ạ. Mình cứ thả ổ xong rồi đợi một lúc thì cá nó vào bắt đầu là chinh chiến qua nhá. Ok. Ở đây bây giờ nó rậm rạp lắm anh em. Ngày xưa thì em hay đi vào đây để đi vào trong mấy chỗ bách đàn này câu nhầm. Địa hình trong đấy rất đẹp và rất nhiều người đi luôn. Đợt này bây giờ người ta chặn ngoài thì chỗ này giờ không đi nữa rồi. Toàn phải lội xuống này. Cảnh đẹp luôn anh em ạ. Vừa đi này các bác ơi. Để cho anh em xem vừa em đi toàn cái gai của cây. Cái ảnh nó ong cắn đau thế. Đây. Cận cảnh anh em xem nhé. Đây, toàn cây số hổ các bác ạ. Gai cái này cắm đau lắm, đi lấy nó cắm bao phát vào chân gầm ngoài đẹp chưa, toàn cái gai sắc dã man luôn. Để lấy nét thật cận cảnh cho anh em nhìn nhé. Đó, anh em nhìn chưa, gai nó cứng nó sắc lắm, đầm bao phát vào chân của em đau dã man. Được cái hoa của nó trông rất đẹp. Này khả năng là mang hương mũi đi anh em ạ. Ủa nó đột đầu chưa, mũi đấy dã man sừng cục lên. Gai cắm mũi đốt đi câu cá khổ quá anh em ơi. Trong vỉa đây, trong vỉa các bác ạ. Đây rồi anh em ơi, hàng thôi.
đây rồi anh em ơi, hàng thôi. Mày chạy đâu? Hàng rồi các bác ơi. Úi dồi ôi, lên. Ui, rô phi cụ. Trời ơi, lên đây. Sợ chưa anh em ơi? Trời ơi. Ui, rô phi to chưa? Kinh, con này lóng một phát dã man các bác ạ. Chết rồi, hôm nay đi quê không cầm vợt anh em ơi. Ui, sướng thế. Để lôi cái này dây dù chắc nhấc lại lên các bác nhé. À trời. Vào đây. Lên. Quên lại không cầm vào. Ôi rồi ok anh em ơi. Đây đủ chắc như cái này đi quên nó cũng không cầm vào. Vào đây. Oh. Wow. Trời, vô phi cụ to. Đẹp đấy. Kinh nó lít, lít quá ăn thiệt đấy anh em ạ. Thấy chưa? Bàn tay. Không, cái này phải đôi bàn tay. Đẹp quá. Đấy, vừa em đút sẵn rọ đây rồi. Anh ngâm sẵn rọ chờ chú đấy. Ô, đừng đánh. Đánh lại vào nữa này bây giờ. Trời ơi, vô phi. Vào đây. Đánh ổ thế này sướng anh em. Chết rồi. Cái này nó tuột ra một cái này nó tuột nó lẫy rồi. Lẫy rồi. Không sao, nó được chứa rồi. Chết sáng. Còn đây nha mọi người. Còn đầu tiên đây. Còn đầu tiên quá. Tuyệt vời. Các bác thấy ở trong nó đè tầm nó sẽ chết luôn. Nói đóng quả tuyệt mỹ gia nhân anh em ạ, rùa to thật đấy, con rùa khổng lồ. Cái hạt chặn rùa nó chạy lên anh em ạ. Hạt chặn ấy vừa nó chạy đến mất đoạn. Đó con cá to quá phê. Rồi ok, chuẩn bài. Ui, đài quả ngon ăn thế mà giật phát này ăn vẩy anh em này. Này nhá, cá con đóng cái gì anh em nhìn, cá gì đóng phát 3 vẩy này. Này chắc đóng một đuôi nó anh em này. Này, đóng thêm một vẩy ngoài 4 vẩy. Đuôi 3 vẩy liền, sợ là cứng đơ. Khiếp. Đóng liên phát 3 vẩy liền, kinh thật đấy. Trời bắt đầu lắng to rồi. Trên đây có được mấy hòn đá để ngồi ở sướng. Ấy. Ngọc Phượng. Wow, lắng quá anh em ạ. Tầm này yên này khả năng cá bây giờ câu là ok đấy, bãi đẹp. Gió hưu man mát anh em thấy đấy chịu không? Ở trong kia ở trước nó có nhiều cần thủ ngồi lắm, hôm nay thì không thấy ai. Hôm nay chắc là ngày đầu tuần không có người câu anh em ạ, chứ bình thường cuối tuần ngoài đông lắm. Đông nghìn người luôn. Trời. Đấy này. Toàn hoa cỏ. Để cái chỗ dại dại này nó nắm nắm tép nó các bác ạ. Hết sức cẩn thận. Để trong này nhiều đặt lắm. Nhằng ra nó mổ cho phát là xong đấy. Rất là nguy hiểm.
Này, sáng hôm vừa mưa xong anh em này, biểu tượng của Hải Phòng cây phượng này. Biểu tượng hoa phượng Hải Phòng đấy. Đây rồi, đóng hàng rồi anh em ơi. Hàng rồi. Ôi giời ơi. Ôi Rô Phi, Rô Phi. Rô Phi cụ, Rô Phi cụ. Mày lên đây. Ôi giời ơi. Mày này. Về chưa các bác ơi? Phải lòi luôn. Á chả, á chả. Á chả làm gì anh. Phải lòi luôn anh em này. Đã lời chưa? Kính thật, giật con này phê thật. 46T của em cẩu phát lên bờ luôn à. Vào đây. Ê, ê, đi đâu vào mắt. À mà, vậy to đấy, con này to đấy này. Đây luôn là hàng câu ở trên này. Vào đây. Ok. Vỉa đấy các bác ơi, có hàng đấy. Những cái tín hiệu như vừa rồi anh em đừng giật nhé. Giật thì nhờ phát vẫn ăn vẫn trúng nhưng mà nó hiếm. Thành ra khi mà giật vậy cá động chạy mất ấy. Cứ để kiểu gì nó quay lại. Kiểu gì nó đè phát nữa là xem. Đè phát nào chắc ăn thì mình giật. Đấy anh em nhìn chưa. Phát nào thật chắc nó giật. Ăn nấy tâm.
với khả năng bây giờ thú cần về anh em, ổ bây giờ không thấy con nào vào rồi. Hôm nay bác là tiếc cái con đã kêu ạ, động một phát ăn 3-7 tiếc quá. Không sao, đây được hai em bộ phí này, về được bữa đây, bộ đội với anh em nhé. Một số mà chỉ đánh một phần tướng thoát, với lục của bạn, là xíu nhất. Cứ ngày đi nom chom được 1-2 con bộ phí này, ngon rồi. Với em thì còn một con nào ổn, hay được 2 con. Quá tuyệt vời. Đi đường về nhớ phải đeo khẩu trang, không phải công an có được tầm 3 triệu phát. Nhổ leo anh em ơi. Đúng rồi. Đây, hàng của em ngày hôm nay đây. Đánh như này anh em bảo có sướng không? Cấu này rất là tuyệt vời rồi. Hàng đây sướng thật các bạn. Hôm nay nó còn mất một con các bác nhé. Hôm nay nó đóng chạm vảy không biết con gì. Nhưng chắc không phải rô phi, vảy rô phi nó khác, vảy cái đấy nó khác. Ngon ăn đấy, về anh em ơi. Này tuyệt vời đây.